Thì tất nhiên là Quang Hải là một cầu thủ đẳng cấp, thì tất nhiên là trong có một cái thời gian thì bạn cũng sẽ kiểu như đánh mất mình, nhưng mà cần một cái thời gian để mà bạn nó hồi phục lại. Thì các bạn cũng biết rằng trong vòng mấy năm vừa rồi thì Quang Hải chơi rất nhiều, thì tôi cũng phải tìm thời điểm để làm sao để có Quang Hải chơi. Thì tất nhiên là Quang Hải chỉ cần vào mà chơi mất nhịp một hai trận, hoặc là cái thể trạng Quang Hải được có 100% thể lực, thì chắc chắn là Quang Hải sẽ chơi bùng nổ. Tôi nghĩ là đá với Trung Lam cũng bất cứ lúc nào mà xảy ra, kể cả trận đấu ngày hôm nay, kể cả là đội có tỷ số tốt nhưng cũng luôn luôn không bị dậy. Thì các bạn biết rằng là may mà là đội đó tận dụng tốt cơ hội ngay từ đầu, thì khi mà có cơ hội thì mình tận dụng tốt thì cái thế trận nó đỡ hơn. Nhưng mà thì lúc mà để Trung Lam có một bàn thắng thì rất khó nhà rồi. Thì tôi thì tất nhiên là thiếu Phan Văn Đức thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến một phần nào đấy, nhưng mà từ khi tôi xem Quảng Nam Sông Lam đá với cả đá với Quảng Nam hoặc đá với Bình Dương, thì tôi vẫn đánh giá cái hàng công của Sông Lam rất mạnh, nhưng hôm nay hàng tiền vệ tôi làm rất tốt để không để cho Khắc Ngọc hoặc Văn Bình có những đường truyền cho Ulaha, thì đấy là cái đánh chặn tốt. Thì Sông Lam hôm nay thì không được cung cấp, hai tiền đạo của Sông Lam không được cung cấp bóng nhiều.